Ok, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Mình là Yêu Được Khéo Sát đây. Thì hôm nay bởi vì do dịch rồi, với cả lâu lắm rồi mình cũng không ra video mới. Thì thời điểm tại giao dịch thì mình cũng không có thể nào mà gọi là ra ngoài để ra nét để có thể stream cho các bạn xem được hoặc là làm video được. Thế nên là thôi, thì mình sẽ tạm thời trong khoảng thời gian này thì mình sẽ làm những cái content mới cho một chút. Thì có lẽ là những cái mà mình sẽ làm một lần này đó chính là board game. Thì chắc các bạn cũng hiểu khái niệm board game rồi, mình không cần phải giải thích nữa. Cái series này thực chất là mình chỉ làm để cứu kênh khỏi death thôi, chứ mình cũng không có làm chuyên sâu đâu. Được, và mình có ban đầu thì mình định làm những cái board game mà mình đã mua rất là nhiều cơ, bao mình đã để ở trong kia rồi, nhưng mà mình lại lên mạng và mình đã thấy là có nhiều người đã làm về hướng dẫn mấy cái game đấy rồi. Thế nên là mình đã quyết định là mình sẽ review luôn cho các bạn và hướng dẫn, có lẽ hướng dẫn chơi thì mình cũng không biết là đã có tích hợp luôn vào đây không, nhưng mà nếu mà không thì mình sẽ làm một video khác, thì mình sẽ review về cái con game bài Liên Minh Huyền Thoại do chính cái nhóm mình làm luôn. Nó là bài của bọn mình và các bạn sẽ không tìm được ở trên thị trường đâu. Bọn mình đã in, đã vẽ trên pen xong rồi ra in và làm các mọi thứ rồi. Được rồi, trước hết thì mình sẽ nói về chất lượng lá bài nhá. Ở đây ví dụ như con Galio này, thì đầu tiên là đây là hình ảnh mình đã vẽ được ở trên pen, và sau đó thì bọn mình đã mua một cái bọc. Bọc này thì các bạn ra những cái cửa hàng board game bình thường thì các bạn cũng sẽ thấy thôi. Cái bọc này kích thước là 6 x 9 cm, và đằng sau thì mình để một lá bài tú lơ khơ vào, bởi vì để cho nó gọi là không bị lộ đấy. Bởi vì nếu mà ví dụ các bạn chơi cái bài một lá rất là một tờ giấy mỏng như thế này mà các bạn chơi thì nhiều lúc nó sẽ bị kiểu lộ ấy, và thực ra là cái này cũng có tác dụng làm cho nó cứng hơn đấy. Thế nên là đây, mình đã làm này và tốn rất là nhiều tiền cho cái chỗ này, nhưng mà không sao hết, bởi vì mình cũng có những người bạn mà nhóm của mình cũng đã góp tiền vào để giúp mình. Rồi, thì đây là một game thì tên của nó đã là bài Liên Minh Huyền Thoại, thì chắc các bạn cũng đã hiểu đúng không? Nó là về chủ đề con một game trên PC mà kênh của mình cũng hay làm, đó chính là Liên Minh Huyền Thoại. Và con game này là board game thì mình lại là một người rất thích cái board game, thế nên là cuối cùng mình đã làm cái này. Nhưng mà mình sẽ nói về một vài ưu điểm và nhược điểm sau đây. Thứ nhất là ưu điểm là game này sẽ rất là quen thuộc cho các bạn thích chơi Liên Minh Huyền Thoại. Rất là quen thuộc, chơi nó cũng rất là sáng tạo, không game nào dùng game nào, giá trị chơi lại cao. Và nhược điểm của nó, thứ nhất là nó chưa được hoàn thiện, luật có thể có một vài lỗ hổng. Thứ hai là nếu mà chơi đúng luật hiện tại của bọn mình thì nó sẽ rất là lâu, có thể một game có thể lên đến tiếng rưỡi hoặc là 2 tiếng, và thậm chí là nếu mà các bạn pick những con tanh và các bạn đánh thì có thể lâu hơn cả thế nữa. Có thể là bọn mình sẽ còn chỉnh sửa luật nữa, bởi vì thực ra game này là mới, mình làm cũng được khoảng độ tháng rồi nhưng mà cũng chưa hoàn thiện. Ở chỗ này thì mới chỉ có tổng cộng là 31 con tướng thôi, chưa đầy đủ. Các trang bị item rồi các phép bổ trợ cũng chưa đầy đủ. Nhưng nói chung là bọn mình sẽ cố gắng cải thiện trong tương lai. Mong là các bạn ủng hộ board game của mình. Cái này thì nói chung là quan trọng là các bạn xem thôi, chứ còn để mà mua ở ngoài thì các bạn không có mua được đâu, bởi vì đây là độc quyền của bọn mình thôi, chỉ có nhóm bọn mình mới chơi được. Rồi, thì thành phần bây giờ mình sẽ nói về thành phần đi. Thì đầu tiên là về cái hộp đựng, thì đây để mình ra mình lấy. Đây chính là cái hộp đựng của mình, nó chỉ là một cái hộp bỏ đi của nhà mình thôi, mẹ mình cho, thế là mình đã dùng nó để đựng. Và mình có thể đựng được ở đây là 6 chồng nhá, nghĩa là 2 x 3 chồng ấy, đó 6 chồng ở đây rất là tiện. Rồi, về bỏ qua cái hộp đi, bởi vì nó chả có gì đặc sắc cả, nó chỉ là cái hộp bìa thôi. Giờ chúng ta về thành phần trong game này. Đầu tiên tất nhiên rồi, Liên Minh Huyền Thoại thì chúng ta không thể nào mà không nói đến những con tướng. Đây là chồng bài tướng, là chồng bài dày nhất, có lẽ là vậy. Mới có 31 con tướng thôi, chưa nhiều, chưa đủ. Thứ hai, mình sẽ bỏ qua hai cái chồng này mà mình sẽ nói đến chồng kia luôn. Chồng này là chồng bao gồm
các cái phép bổ trợ đây, bao gồm mình có 6 phép, mình chưa làm, bọn mình mới làm được 6 phép thôi. Và các lá trang bị, thì các lá trang bị này thì hình như là mình không nhầm thì nó là tầm 24 lá hay gì đấy. Có 6 loại item hay 5 loại gì đấy, 5 loại item, và mỗi loại hình như là có, à thế thì chỉ có 20 lá thôi, hình như mỗi loại item nó chỉ có 4 lá thì tầm 20 lá. Cái này thì mình cũng làm mà mình cũng chả nhớ luôn. Rồi. Cái bên này là cái mấy cái phe chưa xanh đỏ. Còn cái màu vàng này thì nó chính là quái rừng. Cuối cùng là cái này, à đâu, không phải cái này, mình bị lag rồi. Nó là cái này. Thì nó là cái dùng để cải hai mặt ấy, phải giết hết ạ. Nói chung là nếu các bạn biết chơi bang rồi thì cái mốt này nó chính là cái mốt chia phe. Còn thực ra là nếu mà các bạn có thể chơi cái mốt không chia phe, nghĩa là đánh lẫn nhau luôn ấy, đánh giết hết luôn ấy, thì không cần mấy cái này lắm, không cần mấy cái này cho lắm. Nói chung là đấy, mình sẽ để nó ở đây. Rồi, ở phía dưới thì chúng ta có 4 loại kiếm Doran, 4 cái nhẫn Doran, 1 chồng khiên và 1 chồng bình máu. Thì mọi người sẽ thắc mắc là tại sao lại có đến 4 lá kiếm Doran và nhẫn Doran, thì chúng nó có gì khác nhau? Thì thực ra là có khác. Luật chơi của game này nó sẽ là kiểu các bạn ngồi vòng tròn, và các bạn đã biết chơi những game như kiểu Bang hoặc là Tam Quốc Sát đâu, thì game này nó cũng gần như thế, nhưng không hẳn đâu, nó sẽ có nhiều thay đổi lắm. Thì các bạn sẽ chơi một cái map, cái đội hình của các bạn ấy, các bạn đã chơi những game dàn trận, những game mà thẻ tướng ấy, thì nó sẽ là một đội hình này, là mình sẽ làm một cái map 3x3, và nó sẽ bao gồm 3 ô hàng trước, 3 ô hàng giữa và 3 ô hàng cuối. Thì cái kiếm này nó sẽ là đánh kiểu như là đánh ấy, là bang ở trong bang hoặc là lá sát ở trong tam quốc sát ấy, thì đây chính là lá đánh. Và nó ghi ở đây là đang điều khiển, tức nghĩa là con nào bạn không thể đánh được hết. Tuy nhiên nếu là lá này thì nó ghi ở đây là chỉ định một đơn vị hàng sau. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là cái lá mà các bạn đánh ấy, nó bắt buộc phải là lá hàng sau thì các bạn mới được đánh. Đây là lá hàng giữa và đây là lá hàng trước. Đó, thì nói chung là nhẫn là cũng vậy, hàng trước, hàng sau, hàng giữa, à nhầm, hàng giữa, hàng sau và tất cả. Có nghĩa là hai cái lá này là lá trường hợp dùng cho tất cả mọi thứ luôn. Nhẫn thì có khả năng kích hoạt một kỹ năng, không phải bị động nhá. Những kỹ năng bị động thì không thể kích hoạt được, nó luôn kích hoạt rồi. Còn đây là những kỹ năng không phải bị động thì các bạn có thể dùng cái lá này để kích hoạt thay vì những lá chiêu kia. Nhưng mà thường thì cái lá này có thể tạo được một cái combo rất là ảo. Rồi, tiếp theo là lá bình máu thì không có gì để nói cả, cái này không chia loại, hồi lại 5 máu cho một đơn vị. Đó. Nhưng mà cái này chỉ được dùng cho bạn ấy, không được dùng cho đồng đội hay là những người ngồi cạnh. Cuối cùng là khiên. Khiên thì nó giống như kiểu lá né hoặc là lá thiểm ấy. Đấy, lá né. Thì cái khiên này để đỡ một cái đòn đánh hoặc là một kỹ năng. Nhưng cái này chỉ được dùng cho một tướng thôi, không được dùng cho nhiều tướng. Rồi. Và cuối cùng, những cái hai lá, hai cái phần mình bỏ qua lúc đấy, đó chính là hai chồng kia. Đó chính là hai chồng bùa rừng và quái rừng. Thì hai phần này thực chất là ban đầu là bọn mình làm là không có hai cái đấy. Mà hai cái đấy là gọi, các bạn thường chơi board game ấy, thì các bạn thường gọi nó là bộ mở rộng. Đó. Thì hai cái này thực chất là bộ mở rộng thôi. Và điều đặc biệt là tất cả các bộ bài này nó đều có mặt sau là như thế này. Đó. Nhưng hai bộ mở rộng này thì khác. Thứ nhất, đây là chồng bài thưởng bình thường, và đây là chồng bài thưởng màu. Thì mặt sau nó như thế này cơ, để đánh dấu ra đây là bộ mở rộng. Đó. Và trên nền của mấy con này này, các bạn thấy đều là màu trắng hết. Màu trắng hết. Chỉ có mấy cái bộ rừng này thì mới có màu đặc biệt thôi. Đấy. Đấy, nhìn nó khác hẳn luôn. Kể cả là phép bổ trợ này. Đấy, nó chỉ là thế này thôi, nhưng mà bộ rừng thì nó lại thế này, để phân biệt đó, kiểu VIP hơn ấy. Đấy. Thì game này có thể chơi từ 2 người cho đến hiện tại thì là 6 người, nhưng tuy nhiên là mình có thể nâng cấp lên thành 7 hoặc 8 người cũng được, nhưng mà đấy là trong thời gian sau đấy. Và thời gian chơi thì rất là lâu. Độ tuổi cái game này thì chắc là phải 12 cộng thì mới chơi được, còn không thì khó lắm. Rồi. Giờ đó là thành phần của game. Còn bây giờ mới có 9 phút thôi,
thì mình cũng không biết là mình có làm luôn cái vấn đề không. Chắc là mình sẽ làm luôn đi, về phần setup game hoặc là hướng dẫn chơi luôn nhá. Yeah.